Con Con xe hallelujah. Con xe con xe hallelujah. Con xe con mau mãi yêu ngài Chúa ơi, lòng nguyện xin anh linh của Chúa để đầy dẫy trong con mãi mãi yêu ngài Chúa ơi, con mãi mãi yêu ngài, con mãi mãi yêu ngài Chúa ơi. Lạy Cha là Thiên Chúa của chúng con. Amen. Thánh Linh của Ngài đầy rẫy trong từng anh chị em. Amen. Amen. Để mỗi ngày chúng con mãi mãi tôn thờ Ngài là Giêsu của chúng con. Mãi mãi mỗi ngày đời sống chúng con, chính Ngài là Chúa của chúng con, để mãi tôn thờ Ngài. Lòng nguyện xin Thánh Linh của Chúa đầy rẫy từng anh chị em chúng con. Amen. Để chúng con làm việc cho Ngài, hầu việc cho Ngài, và mãi mãi chúng con hầu việc cho Ngài, Chúa ơi. Vì trong những ngày cuối cùng này, chúng con hầu việc Ngài, đánh trận cho Ngài, để chúng con mong chờ Ngài đến với chúng con. Con cảm tạ lòng yêu thương của Ngài đầy rẫy trên chúng con. Lòng thương xót của Ngài tràn ngập trên chúng con. Amen. Cảm tạ ngợi khen Chúa. Hôm nay anh chị em chúng con cầu nguyện cho Israel và dân nước của Ngài, là nước các nước mà chúng con đang sống rải rác khắp nơi. Nguyện xin Thánh Linh của Ngài đổ xuống trên Israel, là dân riêng của Ngài, để Thánh Linh của Ngài, để chúng con sống những ngày còn lại này thuộc chọn cho Ngài, trở nên thánh khiết trước mặt Ngài, để khi Ngài đến chúng con hãnh diện.
hiên ngang đứng trước mặt Ngài để chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. Xin Chúa, cứu con dân Ngài là Israel, là dân riêng của Ngài và ban phước cho Israel, vì chính Chúa là cơ nghiệp của họ, tin chăn dắt và nâng đỡ họ đời đời. Vì chính Chúa là Đức Chúa Trời, là sức mạnh của Israel, là đồn lũy cứu rỗi người và được người sức dầu. Cầu xin Chúa ban sức mạnh cho Israel và ban bình an cho Israel là anh cả của chúng con. Con biết vì cơn giận của Chúa chỉ trong chốc lát, còn ân điển và lòng thương xót của Chúa hằng có trọn đời. Amen. Chúng con sẽ thấy sự tốt lành của Chúa trong đất của Israel. Con tin cho đến khi Ngài thực thi và hoàn tất mọi ý định trong lòng Ngài, thì chúng con là Israel thuộc linh của Ngài cũng được Ngài thương xót. Trong những ngày cuối cùng này, xin cho chúng con hiểu được điều đó. Chúa ơi, con tin Chúa sẽ để lời Ngài trong miệng của Israel là anh cả của chúng con. Vì qua anh cả của chúng con nhận biết lời Ngài trong Kinh Thánh. Con cảm ơn Chúa. Con được nghe lời mà anh cả của chúng con để lại cho chúng con, để chúng con nhận biết Ngài, để chúng con được núp bóng dưới bàn tay của Ngài. Vì con tin Chúa lập các tầng trời và lập nên đền đất, là nơi mà Ngài nói với Sion rằng ngươi là dân của ta. Amen. Amen. Ngài tỏ cho chúng con sự khôn ngoan thông sáng để Ngài những ngày sau rốt này chúng con đánh trận cho Ngài để chuẩn bị cho Ngài Chúa đến. Xin cho chúng con hãy giữ vững lời tuyên xưng và niềm hy vọng không chuyển lai của chúng con, vì Đấng đã hứa với chúng con là Đấng thành tín. Amen. Amen. Chúa ơi, xin cho chúng con hãy quan tâm chăm sóc lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau và yêu thương nhau, và làm các việc lành, khuyên bảo nhau, vì chúng con biết ngày Chúa đến rất gần chúng con. Xin Chúa hãy tỏ lòng thương xót của Ngài, vì lòng thương xót của Ngài vô cùng lớn lao đối với chúng con. Chúng con mỗi ngày tự xét mình, vì con không thì không chúng con sẽ bị Chúa phán xét. Xin cho chúng con hãy vui mừng trong hy vọng và kiên nhẫn trong hoạn nạn, mọi nan đề với chúng con. Xin cho chúng con bền lòng mà cầu nguyện và hy vọng chúng con sẽ được Ngài cứu. Chúa ơi, xin cho anh chị em chúng con trong nhóm đặc nhiệm này luôn đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển lay, vì đức tin chúng con có mọi nơi Ngài ban cho chúng con, để chúng con được sự giải thoát khỏi quyền lực tối tăm và đưa chúng con vào vương quốc yêu dấu của Ngài. Chúng con cảm tạ lòng thương xót của Ngài đã ban cho từng anh chị em chúng con, để mỗi ngày chúng con cầu nguyện đánh trận cho Ngài. Trong ngày Chúa Giêsu quang lâm, con cảm tạ ngợi khen lòng thương xót của Ngài. Xin mời anh chị em hát cái bài Xin Hiệp Nhất chúng con. Xin hiệp nhất chúng con nên mỗi người. Xin hiệp nhất chúng con hiệp với Cha. Xin hoàn thoát chúng con là điều bất hòa chiến. Xin hiệp muôn người trong lòng người. Vì Ngài chưa sai đến để tìm kiếm những người xa xôi, vì rằng cha ta thiên để đi về với thiên nhân. Này nguyện cầu Chúa bởi dây thánh linh của Ngài.
hiệp nhất chúng con trong Chúa. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như bạn kết với cha. Xin giải thoát chúng con ta điều vất vả thế gian. Ngài được sai đến để tìm kiếm khắp nơi xa xôi, vì rằng cha mãi đến để đưa về bình yên. Này nguyện cầu Chúa với dây thanh linh của Ngài, hiệp nhất chúng con trong Chúa. Alleluia. Hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Cha yêu dấu của chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Mỗi ngày hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu của Cha, liên kết con lại với nhau trong tình yêu của Cha. Con tin là giải thoát chúng con khỏi mọi điều bất hòa chia rẽ và khuôn người chúng con để lòng đến Chúa Cha mỗi ngày một hơn. Con cảm tạ lời khen Chúa vì chúng con là những con chiên lạc khắp nơi mà Cha đã kéo về, lôi về để dạy dỗ, để chăm sóc, để băng bó. Giờ đây con cảm tạ lời khen Cha. Chúng con cầu trong danh của Ngài, Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong một, nên một trong Ngài. Chúng con cảm tạ lòng thương xót của Ngài. Chúa ơi, chúng con xin cho quốc gia chúng con, là nơi chúng con đang sống, là Hoa Kỳ, là đất nước mà chúng con lập nên bằng lời của Ngài. Xin cho chúng con biết ăn năn sám hối về những quỷ đã nắm giữ tất cả những quyền lực trong đảng Dân Chủ và những big tech lớn trong nước Hoa Kỳ này. Chúng đã làm mất đi sự và xáo trộn tất cả những vị trí của họ mà trở nên ngu muội trong sự lầm lạc. Chúa ơi, giờ đây chúng con tin rằng Chúa sẽ thay đổi và làm trật tự tất cả những gì mà Chúa đã đặt nên bằng nền của gọi cho lời của Ngài. Con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúa đã hiệp nhất chúng con, tất cả những con dân Việt Nam, dân Việt Nam, tất cả những người Việt Nam tại Ukraine, tất cả những người Việt Nam còn đang ở Indonesia. Chúa, con tin rằng Chúa hiệp chúng con lại vì chúng con đều là dân của Ngài. Con tin trong ngày Chúa đến, chúng con cùng nhau tại núi Thánh của Ngài, núi Sion của Amen. Ngài, cùng với dân Israel của Ngài, mà ca hát chúc tụng danh thánh của Ngài, nhìn thấy sự uy nghiêm sáng chói của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa, vì nơi đó là miền đất hứa mà chúng con, Chúa hợp tất cả chúng con lại, hiệp nhất chúng con lại, để thấy sự chói lòa của Ngài. Con cảm tạ ngợi khen Chúa trong danh của Ngài. Trong danh thánh của Ngài, ta công bố trong danh uy quyền của Ngài, ta chà đạp tất cả các kẻ cướp phá hủy diệt, quỷ Babylon, quỷ cộng sản, quỷ tôn giáo, tà linh đồng tính, tà linh game, tà linh sợ hãi, tà linh yêu thế gian. Chúng bay phải ra khỏi tất cả, ra khỏi đời sống từng anh chị em của chúng ta, ra khỏi nơi các con cái của Chúa, vì nơi ngươi đi là hồ lửa. Ta chà đạp chúng bay để chúng bay ra khỏi đời sống từng con dân của Ngài. Con cảm tạ khen Chúa vì lòng thương xót và tình thương của Ngài đã dành cho chúng con qua quyền năng
và danh thánh của Ngài, để chúng con dùng danh của Ngài mà chà đạp tất cả các quỷ hủy diệt. Amen. Con cảm tạ ngợi khen Chúa đã yêu thương chăm sóc chúng con qua lời quyền năng của Ngài, để chúng con dùng danh của Ngài mà ca ngợi chúc tụng ngợi khen danh thánh của Ngài đến đời đời. Amen. Con cảm tạ trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Mời anh chị em cầu nguyện. Như anh em nào đi làm chẳng hạn, như là cậu Ánh chẳng hạn đấy, đi làm thì phải cầu nguyện đi. Rồi mình chỉ hát một bài trước khi mình cầu nguyện nhé. Amen. Rồi. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chăm sóc con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu người. Được sống trong đời con cho dù năm tháng dòng đời vẫn luôn đuổi theo, cho dù bao khổ dòng đời vẫn luôn đuổi theo, nhưng lòng con biết Ngài yêu con hơn trên mỗi bước đường, tay Ngài chẳng chiều con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài thương chăm sóc con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con. Được sống trong đời con luôn luôn. Cho dù năm tháng dòng đời vẫn luôn trôi qua, cho dù bao tố dòng đời vẫn luôn vượt qua, nhưng lòng con biết Ngài yêu con hơn trên mỗi bước đời, tay Ngài luôn dìu con đi. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em cầu nguyện. Ông kính lạy Chúa đến trời có trời đang cảm ngài rất nhiều. Ô vì trên bước đường của chúng con trời, hãy cầm tay chúng con trời, ngài đi cùng chúng con trời, hãy dắt chúng con đi trời. Chúng con có đi một mình trời, chúng con có đi mà chiến đấu mình trà, ô mày cầm tay chúng con trời, ngài dẫn dắt chúng con trời qua những cái đường gập ghềnh trời, qua những cái vùng núi cao trời, ô mày dắt chúng con trời qua mọi thử thách trời, qua mọi sóng gió trời, ô cảm ơn rất nhiều vì ô ngài luôn ở bên cạnh chúng con trời, dù chúng con đôi lúc chúng con quay mắt là ngài bên cạnh chúng con trời, đôi lúc chúng con quay mắt là ô Chúa luôn ở bên cạnh chúng con, Chúa luôn sau ngài luôn ngắm nhìn chúng con trời, nhưng mà đôi lúc chúng con quay mắt điều đó trời, ô Chúa con ơi, nhưng mà ngài vẫn ở bên cạnh chúng con trời, ngài vẫn bên cạnh chúng con và dẫn dắt con, dẫn dắt chúng con mỗi ngày. Ô cảm ngài rất nhiều trời, ô cảm ngài rất nhiều trời vì sự thương xót tình yêu của ngài, ngài bảo phủ trời. Ôi trời, ô xin ngài hãy cùng tất cả anh chị em con trời định mở chúng con luôn luôn yêu mấy ngài trời, ô chúng con không đánh đổi cái điều này, tình yêu với mình với ngài với bất cứ điều khác trời, không có điều gì có thể so sánh với tình yêu mà ngài ban cho con, và chúng con yêu ngài trời, ô Chúa con xin ngài hãy khiến cho tình yêu này luôn lớn mạnh trời, ô Chúa con, ngài đã nói rồi tất cả mọi thứ sẽ qua đi nhưng mà tình yêu nó sẽ còn lại mãi mãi trời, ô Chúa con. Và xin ngài cùng tất cả anh chị em con trời, để mong chúng con tràn đầy tình yêu của ngài trời, vì tình yêu ngài đối với chúng con, và chúng con yêu ngài trời, yêu ngài hơn tất cả mọi thứ trời. Ô ơn cảm ngài rất nhiều Chúa con ơi trời, ô ơn cảm ngài rất nhiều vì ô những gì mà ngài đã dẫn dắt dân Israel trời, ô là những người mà được Chúa chọn từ lúc ban đầu trời, ô những con người mà được Chúa đặt để làm tổ phụ của nhiều điều trời, ô Chúa con là những người mà dẫn dắt, ô chúng con là những người đặt để những cái nền tảng về đức tin, về sự
trung thành, về sự nhịn nhục, về sự học tập, về sự hòa mình ra. Ô, rất là nhiều điều Ngài đã dạy dỗ chúng con qua những tổ phụ, qua những người mà Ngài đã chọn cho dân tộc Israel, cho Ngài đã để mỗi người cho bọn họ, cho để dạy dỗ chúng con mỗi bài học cho cuộc đời chúng con, cho để chúng con thấy rằng cho ô dân Israel cũng đã từng yếu đuối, cho họ cũng đã từng yếu đuối, cho họ đã bước đi với Ngài nhưng họ đã vấp ngã, cho nhưng mà họ cũng đã đứng dậy, cho ô những con người trong đó cũng đã có những con người thật sự mạnh mẽ, cho ơi họ ông đã từng ôi những con người giống như Phaolô, cho ơi họ đã từng bắt vớ danh Chúa, cho ơi họ đã từng chống lại Ngài, cho ôi nhưng mà họ đã hạ mình xuống, cho ơi họ đã tiếp nhận Ngài, cho và trở nên những con người vĩ đại, cho ơi Chúa con cảm ơn rất nhiều, cho Ngài đã dạy dỗ ông con, Ngài đã cho ông không thấy rằng cho ơi Ngài có thể khiến cho những người gọi là không là gì trong thế gian này trở nên những con người làm cho hổ thẹn, những cái khó ngang không ngon trên thế gian này, trời ơi cảm ơn rất nhiều. Ngài dạy dỗ chúng con, Ngài chỉ chúng con thấy, trời ơi Ngài đã cho chúng con biết rằng trời ơi không có điều gì mà Ngài không thể, trời ơi Ngài đã nói đối với lòng người là không thể nhưng mà đối với Đức Trời mọi điều đều có thể, trời ơi cảm ơn rất nhiều vì những sự dạy dỗ của Ngài, trời ơi xin Ngài giúp con để cho những gì mà Ngài dạy dỗ cho quay Israel, trời ơi những gì mà Ngài đặt để là Kinh Thánh trong con của Israel, cho để chúng con đem những lời đó ở trong sâu trong lòng con, cho mỗi ngày chúng con được suy nghĩ về nó, cho chúng con được nhớ về những gì Ngài đã dạy bảo chúng con, cho nhớ về những gì Ngài đã chỉ bảo chúng con, cho nhớ về những gì mà Ngài đã hứa với chúng con, cho Ngài đã nói như thế nào với chúng con, cho cảm ơn rất nhiều, cho xin Ngài chúc phước cho Israel, cho họ là những con người tuyệt vời, cho họ là những con người mà trong khi thế gian này không ai tìm biết Ngài nhưng mà họ là những người đã tìm kiếm Ngài, cho họ là những người mà đem đến tin lành về Chúa Giêsu cho tất cả những dân tộc, cho họ đã cứu lấy tất cả những dân tộc ở xung quanh, cho họ đã không có dành riêng cái điều đó cho mình, cho nhưng họ đem tình yêu sự cứu rỗi của Ngài đến cho một dân tộc khác, cho để một dân tộc khác cảm nhận được tình yêu, cho ô cảm ơn rất nhiều, cho qua Israel, cho thế gian này thế giới hiện đại này, sao chúng con hiểu được về tình yêu, sao chúng con biết được cái sự quan tâm, sẽ chia, sẽ đùm bọc lẫn nhau, sao cảm ơn rất nhiều của Israel, sao Ngài đã để những giá trị tuyệt đối của Ngài, sao những giá trị đại học không bao giờ xây gọi lung lay của Ngài, cho đặc để các giá trị trên thế gian này, cho để cho thế giới hiện đại bây giờ nó được xây dựng, cho để người ta hiểu được về giá trị của bản thân mình, cho để một đất nước giống như đất nước Mỹ, cho được thể hiện tất cả những giá trị mà gần như là có thể thể hiện được những cái giá trị tốt về nước thiên đàng, cho cảm ơn rất nhiều, cho Ngài đã qua những dân tộc, cho qua Israel, cho Ngài đã dạy dỗ con, Ngài đã thiết lập các giá trị đạo đức, các giá trị về luật pháp, cho mỗi dân tộc khác, cho cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều, xin Ngài mà ban phước cho những con người mà sẽ được Ngài chọn trong Israel, cho những con người sẽ được Ngài chọn trong 7 năm đại nạn, cho những con người mà được Chúa cứu, cho xin Ngài giúp đỡ họ, bảo vệ họ, cho những con người đó, cho hoặc là các tổ phụ của họ, cho ơi xin Ngài bảo vệ họ, ban phước cho họ, cho ơi và hãy đặt để những cái sự khao khát tìm kiếm Ngài, cho khao khát tìm kiếm đấng Messia, cho ơi họ sẽ tìm được Ngài, cho Chúa nói rồi Đức Chúa Trời không ở đâu xa, cho đôi lúc Ngài ngay bên cạnh chúng con, cho ơi xin Ngài mở mắt dân tộc Israel, cho để họ nhìn biết Chúa Giêsu là đấng Messia, cho Ngài là đấng mà họ đã từng treo lên thập tự giá, cho Ngài là đấng mà thế gian này tất cả các dân tộc thế giới đều biết, cho trừ dân Israel, cho Chúa con, nhưng mà họ sẽ nhận thấy, cho họ sẽ nhận thấy là Chúa Giêsu đấng mà họ đang tìm kiếm, cho sống động như thế nào, cho Ngài không chỉ đơn giản là một nhân vật đã từng xuất hiện trong lịch sử, cho nhưng mà Ngài đã hiện hữu ở mỗi chúng người tin nhận Ngài, cho để cho
mỗi người, mỗi stranger họ sẽ nhìn thấy được ô sự khác lạ, sự đặc biệt cho họ thấy được cái những cái điều mà ô những cái bản những cái giá trị mà Chúa đã dạy dỗ họ từ ngàn năm trở nó được thể hiện qua những con người mà được sinh lại và được thánh lên cho những con người mà được tin nhận với Chúa sâu cho họ sẽ thấy được những điều đó ở những con người đó và họ sẽ thấy lạ lùng cho họ sẽ thấy tò mò cho tại sao những con người này có thể trở nên tuyệt vời như vậy, những con người này sao có thể có được những giá trị mà qua những hàng ngàn năm trong lịch sử của dân Israel mới hình thành, thì tại sao những con người này có thể hình thành trên trên chính đời sống của họ. Ô Chúa, con xin Ngài giúp cho dân Israel để mở mắt họ ra trời, để cho họ nhìn thấy được ô Chúa sâu ở trong mỗi chúng con, trời Chúa sâu trong mỗi con người tin nhận Ngài. Trời ô, cảm ơn Ngài rất nhiều Chúa con. Ô ô con cầu nguyện cho tất cả những dân tộc trên thế giới này, trời, nhất là nơi chúng con đang sinh sống, trời, dân tộc Việt Nam chúng con, trời, chúng con cũng là những người được Ngài thương xót, trời. Ô chúng con cũng có sự tồn tại của chúng con nó cũng gần như là ngang bằng với sự tồn tại của dân Israel, trời. Ô một mức độ nào đó, trời, ô Chúa con, ô Ngài đã bảo vệ dân tộc Việt Nam chúng con, trời, để cho họ vẫn còn tồn tại đến bây giờ, trời. Ô đó là sự thương xót của Ngài, trời. Ô xin Ngài giúp đỡ con, trời, hãy để cho con cháu của dân tộc Việt Nam con chính là chúng con, trời, để chúng con biết và tìm kiếm Ngài cho tất cả những người hiện tại đang sống đang là dân tộc Việt Nam, sao họ sẽ tìm kiếm Ngài, sao họ sẽ không như các tổ phụ của mình, sao để không biết Ngài là gì, sao không biết Chúa con là gì, sao và chọn một cái gọi là lịch sử nguồn gốc một cách bậy bạ, sao họ đã để cho các thế lực thế gian này, sao nó vẽ ra một cái lịch sử sai lầm, sao và khiến cho dân tộc con cứ chia rẽ từ thế hệ này sang thế hệ khác, sao nhưng mà đến thế hệ của con nó sẽ dừng lại, sao và tất cả những cái đồn lũy, tất cả những cái dấu cha, tất cả những lịch sử bậy bạ mà thế gian này quỷ Satan nó đã gieo vào, thì cô cũng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ trong bẻ gãy tất cả những điều đó, cha, và tất cả những điều đó nó sẽ phải bị xóa nhòa trong lịch sử, cha, nó sẽ không còn tồn tại ở trong dòng lịch sử nữa, cha ơi, và cái lịch sử thật sự về lịch sử dân tộc chúng con nó sẽ được thứ lập lại, cha, và chúng con là những người tìm kiếm Ngài, cha, chúng con biết nguồn gốc của con là ai, cha, nguồn gốc của con đến từ Ngài, cha, đến từ Adam và Eva, cha, chúng con biết rằng, cha, ô Chúa con là đấng sáng tạo duy nhất, cha, Ngài Đức Chúa Trời duy nhất, cha, ô cảm ơn Ngài rất nhiều, Chúa con, ô xin Ngài hãy mở mắt dân tộc con, cha, để họ nhìn biết Ngài, cha, để họ hạ mình xuống ăn đang tiếp nhận Ngài, cha, để họ không có chấp nhận bất cứ một cái giáo lý, bất cứ một cái tôn giáo đạo giáo nào, bất cứ một cái chủ nghĩa nào hết, trời, nhưng mà họ chọn Ngài ra để là làm đích cho cuộc sống của mình, ra chọn Ngài để hình mẫu lý tưởng cho đời sống của mình, trời, ô Chúa con cảm ơn rất nhiều, xin Ngài hướng dẫn dân tộc của con, trời, ô xin Ngài thương xót dân tộc con, trời, và hãy xử trị họ theo cách của Ngài, trời, để cho ô sự để cho những con người như thế sao cho họ không còn tiếp tục với những cái điều một sai trái mà thế hệ trước họ đã ăn vào sao và truyền lại thế sao cho, nhưng mà nó sẽ bị dừng lại, sao nó sẽ bị ngăn chặn lại, sao và thế hệ tiếp theo của chúng con, sao sẽ nhìn biết Ngài, sao sẽ tin nhận Ngài, sao sẽ tìm kiếm những giá trị đời đời, sao ô sẽ lấy nước được trời làm hình mẫu cho lý tưởng của đất nước mình, sao để cho chúng con, sao những dân tộc của chúng con, sao được vào thẳng vào vương quốc ngàn năm, cha, ô Chúa con cảm ơn rất nhiều, Chúa con, ô dân tất cả anh chị em con lên cho Ngài, cha, cầu nguyện danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Anh có đây không Nam? Anh ngủ chưa dậy. À thế á. Xong lôi cổ dậy. Hơn rưỡi anh chưa dậy. Chỉ là đang ngủ. Còn có bật loa nhưng mà chắc ngủ sai. Hơn rưỡi anh ngủ chưa dậy. Nhá, cậu dậy không thì linh hồn cậu ngủ gục đi đấy, không tỉnh thức được đấy. Tiếp tục đi anh chị em, lại nữa. Này thì Chúa là cha chúng con, chúng con là cha,
kêu gọi anh chị em chúng con đến với Cha trong buổi sáng, buổi trưa, buổi tối hôm nay. Chúng con cùng nhau ca ngợi Cha, chúng con tôn vinh Cha trong buổi cầu nguyện này, để lời cầu nguyện của chúng con là độ cầu nguyện có quyền năng, có đắc thắng. Còn chúng con tôn vinh Cha trên các nước, các muôn dân, hỡi các nước hãy ca ngợi Đức Giêsu, và hỡi muôn dân hãy ca ngợi Ngài vì lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta rất lớn. Thần tín của Đức Giêsu và còn đến đời đời. Hallelujah. Cảm tạ thiên Cha. Cha yêu chúng con, Cha đã đặt để anh chị em chúng con vào trong Đấng Christ. Còn Ngài để chúng con được ở trong Chúa Giêsu thì chúng con được có tất cả. Có Ngài chúng con có tất cả. Chúng con không còn ham muốn những gì của thế gian này, bởi vì Chúa đã mua chuộc chúng con, đã tẩy rửa chúng con bằng huyết của Ngài. Nhờ huyết của Ngài đã tẩy rửa lòng chúng con và làm cho chúng con được làm thầy tế lễ và làm vua để chúng con cùng cai trị với Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài yêu chúng con, Ngài đến với chúng con để làm người như chúng con, làm người phàm như chúng con, để Chúa cũng cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng con. Chúa thấy chúng con như thế nào, Chúa cũng biết. Đấy, Chúa đã nếm thử tất cả những đau khổ như chúng con. Cảm ơn Chúa, hay chúng con được Chúa dẫn dắt chúng con đến gần ngai của Thiên Chúa là Cha của chúng con, để chúng con được lòng trợ giúp của Ngài. Con cảm ơn Chúa ngày hôm nay anh chị em chúng con dâng lên Chúa với lòng thành tín của chúng con. Chúng con là trung thành với Chúa, chúng con cầu nguyện cho dân Israel là của Ngài, là ăn cả của chúng con, vì Ngài nhớ giao ước của Ngài mãi mãi, nghìn đời không quên lời phán của Ngài, tức là giao ước Ngài đã lập với Abraham, đã thề cùng Isaac, đã định cho Jacob làm luật lệ và cho dân Israel làm giao ước đời đời. Ôi tạ ơn Chúa, Ngài nguôi cơn giận của Ngài với dân của Ngài và Israel. Ngài không nổi cơn thịnh nộ nữa. Ngài sẽ cứu lấy dân của Ngài ra khỏi lầm than. Chúa ơi, con tin rằng giờ Chúa Thánh Linh tràn đầy trên dân Israel bây giờ, để họ nhận biết Chúa đã đến rồi. Chúa sẽ tỏ bày cho dân Israel nhờ tìm kiếm mặt Ngài, để họ biết ăn năn sám hối mà quay về với Ngài. Nhờ dân Israel mà chúng con đã học một bài học, để chúng con không làm theo những điều mà họ đã vấp ngã. Này chúng con được Ngài dạy cho chúng con qua dân Israel này, để chúng con được mạnh mẽ. Ngài mua chuộc chúng con từ dân ngoại để chúng con trở thành dân Israel thuộc linh. Cảm ơn Chúa, Ngài quá yêu chúng con. Ngài cho chúng con được đặt để chúng con trong Ngài, để Ngài âu yếm chúng con, Ngài bảo vệ chúng con, cho chúng con được làm con cái của Ngài. Ngài chăm sóc chúng con, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Cảm ơn con dâng lên những đất nước của chúng con đang sống đây, là dân nước Hoa Kỳ và bên Ukraine, ở Việt Nam, rồi là Singapore, nơi đất nước chúng con đang sinh sống. Đây là nơi đầy màu mỡ mà Chúa đã đặt để, Chúa đã tạo dựng lên trái đất này, Chúa đã tạo dựng lên và đặt để chúng con ở nơi mà chúng con sinh sống, là những nơi mà Chúa đặt chương trình của Ngài trên đất nước này. Cảm ơn Chúa, nhưng tất cả những quỷ của Big Tech, rồi thế lực ngầm, những dân chủ đã làm hoại chương trình của Ngài, họ đã lòng và hủy bỏ chương trình của Ngài. Nhưng còn tin Ngài đặt để những sự việc này xảy ra, những COVID xảy ra, để dạy dỗ con dân của Ngài, để họ được tỉnh thức mà quay về với Ngài trong lúc này. Ngài phải sáng ra, chứ không phải những cái đó là không phải là may rủi, nhưng chính là Ngài đã làm hết tất cả. Cảm ơn Chúa, còn cảm ơn Chúa đã tỏ bày cho chúng con, mở mắt mở tai cho chúng con, để chúng con được thức tỉnh, để chúng con luôn luôn làm
dân của Ngài, để chúng con là chiến sĩ của Ngài ra đi thắng trận cho Ngài và dẫn dắt hội thánh của Ngài trên đất này. Con Chúa, thì Chúa nói với chúng con, nếu chúng con yêu Ngài thì chúng con phải chăn dắt dân hội thánh của Ngài. Chúng con như Chúa đã nói với Phêrô như thế nào, Chúa nói với chúng con như vậy. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Hay chúng con cầu nguyện cho tất cả những cái dân trong dân công giáo, những nơi mà thờ hình tượng, họ đã làm dùng những cái bàn tay của người phàm làm những cái hình tượng đó, có tay nhưng không có sờ được, có chân mà không biết đi, có cổ họng mà chẳng phát ra tiếng nào, có tai mà không nghe, có mũi mà chẳng ngửi hình tượng đó, miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy. Còn hình tượng của chúng làm bằng vàng bằng bạc là công việc tay của người phàm làm ra. Kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy chúng sẽ đều giống như chúng. Ôi Chúa, Chúa hủy phá hết tất cả những thứ đó và kéo dân công giáo mà chúng con đã ở nơi đó ra. Này Chúa đã kêu gọi chúng con này, còn nhân dân Chúa còn hủy phá những kẻ đã làm những hình tượng này. Chúng phải gãy tay gãy chân để không có, chúng không phải thức tỉnh lại, chúng không có làm những cái thứ này nữa. Đó là điều mà chống lại Chúa, bởi vì Chúa ghét nhất là những ai thờ hình tượng. Mà còn cảm ơn Chúa đã sáng mắt cho chúng con, thì chúng con nhận ra sự thật, lời lẽ thật của Ngài, lời quyền năng của Ngài đã làm cho chúng con tỉnh thức. Chúng con đã dứt khoát bỏ các hình tượng đó, chính bàn tay của chúng con treo lên, thì nay chính bàn tay của chúng con giục nó đi, bị phá nó đi, tập bể nó, không còn như bằng sàn bằng gốm. Cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, Chúa yêu chúng con, Chúa giải thoát chúng con ra khỏi nơi đó. Nay chúng con chỉ biết cầu nguyện cho họ để họ được cứu trong những ngày sau cuối này, để Chúa cũng dùng anh chị em chúng con là những người công cụ để giúp cho họ và dẫn dắt họ trong những ngày cuối cùng này để họ được cứu. Cảm ơn Chúa, con ngợi khen Chúa, trong chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Chúng con chúc tụng ngợi khen tình yêu của Ngài, lòng thương xót của Ngài còn đến đời đời chơi. Từ nhân lòng nhân từ của Ngài còn đến đời đời. Trời, Cha đã kiên nhẫn với dân của Cha. Cha đã gọi dân của Cha là người vợ. Trời, Cha đã thương xót lấy họ. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha vì tình yêu của Cha cũng đang tuôn đổ xuống dân của Cha. Tình yêu của Cha đang tuôn đổ xuống trên đời sống của chúng con nữa. Trời, dân của Ngài, suốt ngày Cha đã giang tay kêu gọi một dân không biết vâng lời và ngỗ nghịch. Nhưng chúng con tin rằng như lời Cha nói, Cha đã chừa lại một dân sót lại, không quỳ lợi gối, thờ thần tượng ba anh, môi không hôn tới thần ba anh. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, chính Chúa đã cảm động lòng của chúng con, tình yêu của Ngài đã đặt để ở trong lòng của chúng con, để cho chúng con được yêu Ngài. Bởi vì nhờ Cha đã lôi ra kéo của chúng con, để cho chúng con đến gần với Chúa Giêsu, để chúng con hưởng trọn tình yêu là Thánh Linh của Ngài. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha nhiều lắm, để cho chúng con nhìn thấy được dân của Cha là dân Israel, để chúng con cũng biết tri ân cảm tạ Cha. Và chúng con cũng có tấm lòng để nhớ tới dân Israel để cầu nguyện cho dân Ngài. Sự phạm tội của Israel đã làm giàu cho chúng con, thì chúng con cũng tin chắc rằng lời của Cha hứa, khi mà Cha thu thập Israel lại, thì Israel lại càng sung mãn và làm giàu hơn biết chừng nào. Chơi, lời của Cha hứa là sự thật, chúng con tin cậy nơi Ngài. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha vì cũng lời của Cha hứa cho dân Ngài. Sau những ngày đó, Cha sẽ đặt luật pháp của Cha vào lòng dân của Cha và Cha khắc ghi lên tâm khảm của dân Cha. Cha
Cha là Cha, là Đức Chúa Trời của dân Ngài. Và dân Ngài sẽ cũng không còn dạy cho những người thân cận biết được rằng hãy nhận biết Cha là Thiên Chúa, vì tất cả sẽ đều nhận biết Cha, từ người lớn người nhỏ họ sẽ nhận biết Cha là Thiên Chúa toàn năng. Và chúng con cũng tin rằng lời của Cha, Cha sẽ tha thứ hết tất cả những sự gian ác mà dân Cha đã phạm nghịch cùng Cha, và Cha sẽ không nhớ tới tội lỗi của dân Cha nữa. Trời ơi, giống như đây chúng con cũng đã hưởng được tình yêu của Cha, cũng nhờ dân của Cha mà chúng con đã chạm tới lời quyền năng của Ngài, lời phán của Ngài, cũng nhờ Đức Thánh Linh của Ngài mà chúng con đã nhận được những lời của Chúa Giêsu phán với chúng con bao nhiêu ngàn năm. Giờ đây lời của Chúa vẫn còn phán vào lòng của chúng con nữa, để nhờ Đức Thánh Linh chúng con không còn đọc Kinh Thánh theo chữ nghĩa nữa, nhưng chúng con được Đức Thánh Linh cảm động lòng của chúng con để lời của Chúa được phán thẳng vào lỗ tai và thẳng vào mặt, vào trái tim của chúng con, để chúng con đứng lên và thực hành và thi hành những đại mệnh lệnh của Cha. Trời ơi, vì chúng con cảm tạ tình thương yêu của Cha đã dành cho chúng con. Và chúng con cũng tin rằng một ngày hội thánh của chúng con cũng là hiền thê của Ngài cùng với dân tuyển của Ngài, thì dân Israel của Ngài sẽ cùng nhau tới núi Sion, một thành đô của Cha, một thành đô hằng sống là Jerusalem mới mà Cha đã dành sẵn cho chúng con. Chúng con cũng cầu nguyện cho đất nước của chúng con đang sống đây là đất nước Hoa Kỳ. Chúng con tin chắc rằng tình yêu của Cha đang tuôn đổ và sự dạy dỗ, sự trị của Cha trên đất nước của chúng con. Bất cứ một biến cố nào, cách sửa trị nào của Cha giờ đây bởi lòng thương xót thôi. Trời, chỉ có lòng thương xót của Cha để Cha sửa trị, bởi vì Cha còn yêu, Cha yêu thì Cha còn dạy dỗ. Chúng con tin chắc rằng tình yêu của Cha có cách sửa trị để cho dân của Ngài quay về với Ngài, để dân của Ngài được tan vỡ, ăn năn tan vỡ để nhận ra được nguồn sự sống là chính Chúa Giêsu, để trở về trong Chúa Giêsu, nhận lấy tình yêu của Ngài, ăn năn tan vỡ để tiếp nhận Chúa Giêsu. Chỉ trong Chúa Giêsu chúng con có tất cả, trong Chúa Giêsu dân của Ngài được tha thứ bởi máu của Ngài đã đổ ra. Trong máu của Ngài chúng con sẽ nhận được tất cả những điều mà Cha hứa ban cho chúng con, và điều mà chúng con có được là chính Chúa Giêsu, để chúng con yêu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là cơ nghiệp đời sống của chúng con, là gia tài kết xù lớn lao ở của chúng con. Chúa ơi, mỗi ngày Chúa tăng tốc tình yêu và đốt cháy lòng của chúng con yêu Ngài càng ngày càng hơn, Chúa ạ. Bởi vì ngày của Chúa gần đến rồi, áo trắng của chúng con ở đây là những việc của chúng con làm sẽ đi vào trong, để cùng với chúng con đi vào trong vương quốc của Ngài. Và chúng con cũng được Đức Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con và làm cho trái tim của chúng con, lòng của chúng con càng ngày càng mềm mại hơn, để cho Ngài dạy dỗ chúng con. Ánh sáng sự phục sinh của Chúa cũng chiếu vào trong tâm trí của chúng con. Chúng con cần được thay đổi tâm trí mỗi ngày càng hơn, bởi vì chúng con đã bị ảnh hưởng bởi những các văn hóa của thế gian, văn hóa của đất nước Việt Nam của chúng con. Những văn hóa đó là hủy hoại linh hồn của chúng con. Nhưng giờ đây bởi lòng thương xót của Ngài đã đưa chúng con vào văn hóa của nước trời. Chúng con sống mỗi ngày trong sự dạy dỗ của Ngài. Chúng con cần được thay đổi tâm trí của chúng con mỗi ngày, Chúa ơi, để chúng con mới tiếp nhận được ý muốn của Ngài vào trong đời sống của chúng con, tiếp nhận tình yêu của Ngài, và chúng con sống bằng tình yêu của Ngài thôi thúc chúng con hàng ngày hàng giờ. Chúng con cảm tạ tình thương yêu của Cha đã đổ đầy Thánh Linh của Ngài, sống ngày sáng của Ngài trên đời sống đội quân đặc nhiệm của chúng con, từng anh chị em của chúng con, để chúng con trung tín theo Ngài, và chính Ngài là mẫu gương để cho chúng con sống, chính các thánh đồ cũng là mẫu gương để cho chúng con noi theo. Và Chúa ơi, một
thánh đồ mà chúng con nhìn thấy được đời sống của ông là Phao-lô, để cho chúng con nhìn thấy được sự hết sống cho Ngài. Phao-lô đã bỏ đi tất cả mọi sự, ông coi tất cả mọi sự như rơm như rác. Những thần học của ông, những đạo đức của ông đã dục bỏ hết tất cả. Ông chẳng cần những thứ đó để ông, khi ông gặp được Chúa Giê-xu thì chính Chúa Giê-xu là tất cả cho đời của ông. Thì chúng con cũng vậy, chúng con không những thứ học lại những cái thứ rơm thứ rác nữa, nhưng chúng con học ở nơi Chúa. Chúa là đứng hiền lành và khiêm nhường, trong Chúa Giê-xu đầy dẫy sự khôn ngoan cho chúng con, trong Chúa Giê-xu đầy dẫy tình yêu để phủ lấp đầy sự chống chạy trong lòng của chúng con. Rồi chúng con cảm tạ tình yêu của Ngài càng ngày càng lấp đầy những hố sâu trong đời sống của chúng con, để làm đầy tình yêu của Ngài dâng trào lên trái tim của chúng con càng ngày càng hơn, Chúa ạ. Con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Ngợi khen Chúa. Hallelujah. Dạ con cảm tạ ơn Cha như dấu của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Ngài yêu chúng con. Ngài yêu chúng con, Chúa ơi, chúc cho được chúng con. Chúng con. Chúng con thuộc về Ngài, Chúa ơi. Chúng con thuộc về Ngài. Con ngợi khen Cha, cảm ơn Cha, con kính Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa Thánh Linh, Ngài dạy dỗ chúng con, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Con xin tấm lòng con được hòa quyện với Ngài, Chúa ơi. Con xin dạy dỗ của Ngài, Chúa ơi. Con bỏ cái mong niệm của con, Chúa ơi. Con cầu nguyện cho đất nước tình yêu của chúng con. Rồi, hallelujah, xin tình yêu của Ngài, Chúa ơi, xin tình yêu của Ngài. Đất nước Việt Nam của chúng con. Chúa ơi, mọi sự hiệp lại như là biết những ai yêu mến Ngài. Thì chúng con, khi Ngài đặt để tấm lòng của chúng con trong sự yếu đuối, để chúng con được biết cảm thông và chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người thân yêu của chúng con, Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Cảm ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện cho Ngài. Anh Giê-xu, amen. Cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện. Anh dậy chưa Nam ơi? Như rầu sao? Đã cầu nguyện đi thôi. Hallelujah. Còn em Thủy Thủy cầu nguyện được không Thủy ơi? Chỉ cần em bảo sẽ chúng thế là anh không có quyền được hả Nam? Oh hallelujah, shika la babra se shika du du. Con cầu nguyện cho Israel, Chúa. Israel đúng không? Thầy giáo cũng cầu nguyện cho cái cổ của em bị giống như là nó sưng. Chị Hương ạ. Dạ. Dạ, vâng, mấy ngày rồi nó cũng không thấy khỏi đâu. Giống như nó infection ở trong đâu, nghe có gì chắc. Dạ. Nên anh chị em cầu nguyện cho em. Vâng ạ. Vẫn đang đợi ánh nhá. À, Nam, chị Hương, chị vẫn chưa lọc cái nước đấy hả chị Hương? À, hôm nay em gắn vô rồi đó. Vâng. Chút nữa nhờ... em đi tìm cái link mà để con coi cái cách làm chị dẫn đó, mà em tìm kéo từ trên dưới tìm không ra. Có gì nhờ giáo gửi lại cho em cái link cách làm. Không mua cái anh Trung mới.
Anh Trung mới order cái adapt về rồi. Ok, dạ. Dạ, mới về hôm nay, mới gần hôm nay. Cái máy toàn là tiếng lạ không, không có hiểu. Tiếng Nga mà. Hallelujah, anh Chúa. Chúa dạ, vâng. Cái siêu nhân tự nhiên mà, đã ăn Chúa. Dạ vâng. Hallelujah. Anh bắt đầu Chúa xin Ngài dân Israel của Ngài Chúa. Cảm tạ ơn Ngài cho hôm nay chúng con cầu nguyện cho Israel của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vì qua Israel Ngài ban Kinh Thánh cho chúng con Chúa. Cùng Ngài dùng Israel như những bài học Chúa. Rồi để qua đó chúng con nhận biết Ngài, chúng con nhận biết được ý muốn của Ngài, đường lối của Ngài và tâm tư của Ngài trong Kinh Thánh là dường nào Chúa. Ngài dạy cho chúng con về nước của Ngài qua Kinh Thánh. Ô bởi dân sự của Ngài là Israel, ô Ngài dạy dỗ chúng con những bài học, ô để nhờ đó chúng con không có, ô không có bước đi theo những sự thất bại của họ nữa, nhưng mà chúng con nhờ đó mà chúng con có thể bỏ qua được những sự đó, mà chúng con có thể đến gần Ngài hơn, chúng con có thể hầu việc Ngài cách hiệu quả hơn, ô chúng con có thể biết cách được đẹp lòng Ngài hơn, Chúa. Cảm tạ ơn Chúa về hôm qua dân Israel này mà Ngài ban cho chúng con. Ô Chúa Giêsu, Chúa, cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến từ dòng dõi của Abraham, ô đến từ dân Israel này, Chúa. Cảm tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho chúng con sự niềm hy vọng ở trong Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vì sự sống, ô vị huyết của Ngài ba phủ trên chúng con, Chúa. Cảm tạ ơn Ngài, xin Ngài ban phước cho dân sự này, Chúa. Ô dù cho dân sự này có sa ngã hay là có gì thế nào đi nữa, nhưng Chúa ơi, xin Ngài giữ gìn họ và Ngài biết lòng của mọi người, Chúa. Ngài biết ai ô họ có lòng kính mến Ngài, Chúa. Ô và ai họ sẽ sa ngã. Vì vậy, Cha ơi, xin Ngài dẫn dắt những người mà họ yêu mến Ngài, Chúa. Xin Ngài bày tỏ Ngài cho họ để cho họ quay trở về với Ngài, Chúa. Cho họ tiếp nhận Ngài, ô và cho họ được ô thực sự là những người thừa hưởng, ô thừa hưởng lời hứa của tổ phụ Abraham, Chúa. Cảm tạ ơn Chúa và xin Ngài dẫn họ 144.000 người trong sách Khải Huyền, Chúa. Cảm tạ ơn Ngài. Và chúng con hiệp nhất cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Con xin Ngài chữa lành cho cô Hương nữa, Chúa. Xin Ngài chữa lành cho cổ của cô. Cảm tạ ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Hallelujah. Tạ ơn Chúa vì sự ngọt ngào Ngài. Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn vui lòng ở cùng chúng con. Ô đặt lời Ngài chúng nguyện chúng con và cho chúng con lúc vương tay của Chúa. Ô Chúa ơi, ô thật là tuyệt vời, Chúa. Ô Rasaka Dabadurujuju. Hôm nay Chúa cầu nguyện cho anh cả chúng con, Chúa ơi. Ô Israel, ô và các anh thứ của chúng con, Chúa, các anh em của chúng con, ô là Việt Nam, Hoa Kỳ, Singapore, ô Rasaka Dabadurujuju, ô Rasaka Dabadurujuju nói rằng, ô chúng con trước đây là người ngoại, ô những kẻ xưng mình là người chịu cận bị hay là trong sức thịt bởi tại người ta, ô lúc đó chúng con không có đấng Christ, chúng con bị ngoại quyền công dân của Israel, Chúa ạ. Chúng con được chẳng được giữ phần giữ giao ước của lời hứa. Chúng con đã được ở trong thời gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời trong mình, Chúa ơi. Nhưng trong Chúa Jesus Christ thì Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con là kẻ mà ngày trước là xa cách thì hiện nay đã nhờ huyết Chúa Jesus Christ mà được gần rồi. Và Ngài là sự hòa hiệp chúng con, Ngài là sự hòa hiệp chúng con, Chúa ạ. Ngài đã hiệp cả hai là một, phá đổ bức tường ngăn cách, Chúa ơi. Ô Ngài đã lập cả hai thành một người mới trong Ngài, bởi thập tự giá của Ngài đã làm sự thù nghịch trần tiêu diệt, và nhờ thập tự giá mà Ngài đã khiến cho cả hai chúng con, cả dân ngoại dân Israel trở thành một để hòa thuận với Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. Cả hai chúng con, cả Israel, tất cả chúng con, cả Việt Nam, cả Ukraine, cả Hoa Kỳ, cả Singapore, Chúa ơi, mà được phép gần đến gần với Ngài, đồng trong thánh linh của Ngài. Chúng con trở về người ngoại nữa, chúng con chẳng phải ở trọ nữa, Chúa ạ. Chúng con người đồng quốc với các thánh đồ của Ngài, chúng là người nhà của Ngài, Chúa ạ. Chúa được sư nên thiên thần của sứ đồ của tiên tri, và Chúa Jesus Christ là lá gốc nhà chúng con. Hallelujah, hallelujah, sakada bandu. Ô Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, Chúa nhìn thấy chúng con cũng được hòa hợp với
cả Israel, anh cả chúng con, Chúa, để chúng con đồng lòng với anh cả chúng con. Urasakada chúng con, u thành một là Israel, Chúa ơi, xanh như Ngài đã từng dùng Israel để làm gương cho thế giới thế nào thì Ngài cũng dùng chúng con làm gương thế ấy, Chúa ơi. Hallelujah. U Ngài đã dùng Israel để làm gương vật lộn với Ngài ra sao thì chúng con, các dân Ukraine, dân Hoa Kỳ, dân Việt Nam, dân Singapore cũng vật lộn với Ngài, Chúa, cũng vật lộn với Ngài. U để nhận bản thiết kế tiền định từ nơi Cha. Hallelujah. Shaikadabru. Ô qua dân Israel, Chúa ơi, mà Ngài đưa lời của Ngài, gìn giữ lời của Ngài vào trong thế gian thế nào thì của dân tộc Việt Nam, dân tộc Ukraine, dân tộc Hoa Kỳ chúng con, Singapore chúng con, chúng con cũng giữ lời thế ấy. Hallelujah. Để qua dân tộc chúng con, Chúa ơi, Kinh Thánh của Ngài được bày tỏ, Kinh Thánh của Ngài được sống động lại, Chúa ạ. Kinh Thánh của Ngài được bày tỏ một cách mới lạ lại, Chúa ạ. Và thực sự là khi qua chúng con, thì người ta sẽ được dựng trên nền các sứ đồ và các lớn tiên tri, Chúa ơi. Shakadabaraduru. Như thể Ngài đã dùng dân Israel của Ngài để giữ Kinh Thánh ra sao cho nhân loại. Ngài dùng dân Israel của Ngài để chia sẻ Kinh Thánh cho nhân loại ra sao, Chúa ạ. Trong sự thông hiểu ở mức độ vừa phải, nhưng ngày nay Ngài dùng chúng con, dùng đạo bi đặc nhiệm này để trở thành lời hằng sống của Ngài, Chúa ạ. Để họ thấy được những sự dạy dỗ sứ đồ tiên tri, Chúa ơi, họ nhìn thấy sự mầu nhiệm sâu xa mà Ngài đã gieo cho chúng con, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Sakadabaraduru. Ôi Chúa ơi, con cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam chúng con, Chúa ơi, để dân tộc Việt Nam chúng con mang cái bản sắc đó, dân tộc Việt Nam chúng con được hòa hợp với dân Israel rồi và trở nên cái dân thánh của Ngài, trở nên cái dân mà mang lời Chúa một cách mạnh mẽ nhất, mang lời Chúa một cách sống động nhất, Chúa ơi, mang lời Chúa trong sự dạy dỗ sứ đồ tiên tri, Chúa ơi. Sakadabara, trong danh Chúa Giêsu Christ. Ô như dân Israel đã từng được Chúa bày tỏ với vương quốc Ngài khi họ chiếm lĩnh tất cả các đỉnh núi cao, Chúa ơi, thì dân tộc Việt Nam chúng con cũng phải chiếm tất cả các đỉnh cao trong xã hội này, trong danh Chúa Christ, để Chúa đánh bật tất thảy các bọn oligarch ở trong các lĩnh vực về tâm linh, về chính trị, về thương mại, về truyền thông, về thể thao, về văn hóa, về nghệ thuật, khoa học, giáo dục, công nghệ, an ninh quốc phòng, cho nên bật hết chúng ta, Chúa ạ, khỏi núi đấy, đẩy hết tất tẩy kẻ ác ra khỏi núi thánh của Ngài, Chúa ạ. Như thể Ngài đã chốt diệt cherubim Lucifer ra khỏi núi thánh của Chúa, Ngài quăng nó xuống vực sâu, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu, Ngài quăng xuống tầng trời dưới, Chúa ạ, và chuẩn bị cho nó hình phạt đời đời. Thì cũng vậy, chúng con cũng quăng hết tất tẩy các bọn big tech, big media, Big Farm, tất thảy các bọn oligarch, tất thảy các bọn của con cái Babylon nó xuống khỏi núi thánh của Ngài, Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus Christ. Chúa cùng chúng con, Chúa đưa cho chúng con chiến lược, Chúa, và giúp chúng con thi hành tất thảy các chiến lược đó của Ngài, để chúng con có thể đưa ra tất cả các dự án chương trình của Ngài vào trong thế gian này một cách hiện thực, Chúa ạ. Để chiếm các đỉnh núi đó cho Ngài, chiếm tất cả các đỉnh núi cho Ngài trong danh Chúa Jesus, để bày tỏ sự sáng của Ngài ra, rải ra trên các đỉnh núi, nhân danh Chúa Jesus. Hallelujah. Shakadabodokurusukadabadabaduru. Như thể dân Israel đã sinh hạ cho thế gian đấng Christ, Chúa ơi, thì dân tộc Việt Nam chúng con cũng như dân Hoa Kỳ, dân Singapore, dân Ukraine cũng sinh hạ cho thế gian đấng Christ là qua chúng con đây, Chúa ạ. Ô đa sa ca đấng Christ mà dân Israel sinh hạ chỉ là một, là chính là Đức Chúa Trời, Chúa ạ. Ô đa sa ca chúng con là sinh hạ ra những con của Đức Chúa Trời. Ô đa sa ca đa ba ra du 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 ba ra ba ba du. Ô đấng Christ đi vào thế gian bởi chính nữ Maria. Ô đa sa ca đa ba, nhưng đấng Christ mà qua chúng con là chính qua chính chúng con luôn, Chúa ạ. Mỗi chúng con là Maria của Ngài. Ô đa sa ca đa ba ra du đấng Christ đó, được bị Đức đứng thân thể đấng Christ đó tách biệt về vật lý với Maria. Nhưng đấng Christ mà thể hiện ra lại cùng với thân thể với chúng con đây, Chúa ạ. Hallelujah. Thành một, đấng Christ với Maria mà trong chúng con thành một, Chúa ơi. Không như đấng Christ, không như là Ngài tách biệt thân thể của Ngài với Maria thời 2000 năm trước, Chúa ơi, nhưng ngày nay chứ mỗi chúng con là Maria của Ngài và mỗi chúng con có là Christ của Ngài, Chúa ạ. Shakadabaru, và một thân thể chúng con đây là hội hiệp cả hai, Chúa ơi. Mỗi thân thể chúng con hội hiệp cả hai. Ngài đã phá đổ tất cả bức tường ngăn cách để hòa hiệp cả hai thành một, để mỗi thân thể chúng con, cả thân thể chúng con cùng với thân thể của Ngài thành một, Chúa ạ. Shakadabaru, để làm tất thảy điều Chúa muốn. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa, dấu yêu. Shakadabaru.
Chúa nhìn thấy rằng chúng con thành một với dân Israel, chúng con thành một với dân Israel của Ngài. Và không những là dân Israel thuộc linh thôi đâu, mà chúng con cũng thành một cả dân Israel thuộc thể nữa, Chúa ạ. Chúa nhìn thấy điều đó. Vì Ngài đã làm hòa chúng con thành một trong Ngài rồi. Hallelujah. Đến tất tại điều gì mà Chúa đang có, ra xa chúng con cũng chuyển giao cho Israel, Chúa ơi. Và tất thảy điều gì Israel mà có được ở bên Ngài, cũng hòa hợp với chúng con để thành một, Chúa ạ. Và tất thảy điều gì mà chúng con ghê tởm, bởi Đức Chúa Trời đã ghê tởm điều đó, thì chúng con cũng đẩy xa khỏi Israel của Ngài, Chúa ạ. Vì chúng con được cơ hội thành một với Israel, nên tất thảy sự gớm ghê của dân Israel, tất thảy sự thần tượng Israel, tất thảy mọi sự tôn giáo phây xì của Israel, Chúa ơi, chúng con cũng ghét và tẩy rửa ra khỏi chúng con, là một ở trong Ngài, trong danh Chúa Jesus Christ, Akadabadabu, cho lôi cổ hết tất thảy mọi tàn dư trong tiềm thức của Israel, tất thảy mọi sự thần tượng, tất thảy sự thờ lại Jezebel, Ba Anh, Nicolai, tất cả phe đảng bẩn thỉu đó, Chúa ạ, Chúa lôi hết ra khỏi từng người dân Israel, khỏi tiềm thức Israel, từ người nam, người nữ Israel, Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu, Hallelujah, Saka và đổ huyết Chúa Giêsu Christ nơi đó, rửa sạch tất thảy vết thương, rửa sạch tất thảy sự ô uế đó, bởi huyết của Ngài, Saka da bara Saka duri uroso kora, dân Israel thuộc về Ngài, dân Israel thuộc về Ngài, và khốn nạn cho kẻ nào mà ăn nuốt dân của Ngài, Chúa ơi, khốn nạn cho kẻ nào hành hạ dân của Ngài, trong danh Chúa Giêsu Christ, Hallelujah, Hallelujah, con gọi sự bình an của Ngài trên từng vách tường thành Israel, có sự bình an của Ngài trên Tel Aviv, trên Jerusalem, trên toàn thể dân Israel, Chúa ơi, dù họ ở đâu trên thế giới này, sự bình an Chúa bao bọc xung quanh họ, trong danh Chúa Giêsu, Hallelujah. Chúa con lớn tiếng chúc phước cho dân Israel, để dân Israel thuộc thể của Ngài được phước khi ra, khi vào, khi ngủ, khi thức, ở trong thành ngoài đồng và khắp mọi nơi, mọi chỗ họ được phước, Chúa ạ. Và phước hạnh đó chính là Ngài, Ngài chính phước hạnh duy nhất của họ, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu Christ. Và Chúa con chốt đi tất thảy mọi phước hạnh giả dối là Babylon, tất thảy mọi phước hạnh ở dưới đất mà giả dối là Babylon, Chúa chốt hết đi trong danh Chúa Giêsu, vì chúng con thành một trong Israel rồi. Chúa nhận thức được phước hạnh là Đấng Christ. Vì vậy mà trong danh Chúa Giêsu, Chúa công bố chỉ có vậy duy nhất cho Israel thuộc thể chúng con, anh cả chúng con là Đấng Christ mà thôi. Hallelujah, và chính điều đó đã giúp được Israel được hồi phục lại. Và tinh lọc ra 144.000 người và ở cùng chúng con trong vương quốc ngàn năm, Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Chúng con cũng ôm bao bọc tất thảy các người ông, người cha, người mẹ, tất thảy người sinh hạ và bảo vệ nuôi nấng ra 144.000 người cùng đồng trị với chúng con trong vương quốc ngàn năm này, Cha ơi, Hallelujah. Chúa yêu con người này, Chúa con gọi huyết Chúa Giêsu bao phủ trên họ, Chúa chúc phước cho lòng dạ của họ, Chúa chúc phước cho sự sinh đẻ của họ, chúc phước cho sự nuôi nấng chăm bóc của họ với 144.000 người này, trong danh Chúa Giêsu, Hallelujah. Chúng ta ơn Cha, Hallelujah. Sakadabara sakaduyuro jilebebebe sanchole kalambara sakaduyuro sakadabaduyuro sokorebebe sanchadu ora kadabara taduru kuru sanchelebebebebe duro ora sakawa. Chúng ta hát lại cái bài xin hiệp nhất chúng con nhé. Là hát lại không chỉ là hiệp một chúng ta đâu, mà hiệp một cả dân Israel ấy, dân Israel và các dân ngoại, dân Việt Nam, dân Israel với dân Hoa Kỳ, dân Israel với Singapore, Ukraine. Xin hiệp nhân chúng con nên một tình yêu Chúa. Xin hiệp nhân chúng con với chân tin giải thoát chúng con đã được bất hòa chia sẻ. Xin kết hiệp một người trong bên dưới của cha mình, vì Ngài đường sai thế để tìm kiếm khắp nơi xa xôi, vì Ngài cha sai đến để đưa về dòng chiến sĩ nhân lâu. Khi này nguyện cầu Chúa bởi danh thánh linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha.
xin giải thoát chúng con. Giờ ta điều Phật hòa chia rẽ, tình kết hiệp muôn người, đồng bền chúa cha muôn đời. Amen. Chúa ôi Chúa ơi, hãy kết hiệp chúng con Israel thành một với các dân ngoại, Israel thành một với Việt Nam, Israel thành một với Ukraine, Israel thành một với Hoa Kỳ, Israel thành một với Singapore, Israel thành một với các Đông Nam Á, dân Đông Nam Á Chúa ơi, ôi với Lào, Campuchia, ôi Miến Điện, ôi Thái Lan, Israel thành một với Brunei, Đông Timor, Israel thành một với Philippines, Malaysia, Indonesia, Hallelujah, Israel thành một với Trung Hoa, với Bangladesh, với Pakistan, với Ấn Độ, Israel thành một các dân trên thế giới này. Hallelujah, cho anh tạ ơn Chúa. Ô cho nhìn thấy thành một cho cũng như thể ngày xưa Ngài đã dựng con người, Ngài chỉ dựng nên một con người là Adam thôi Chúa ơi. Ô là sau đó Ngài tách ra thầy Eva để cho nhìn nhận mình và sinh sản thêm nhiều Chúa. Ô được ra cái như Ngài nhìn thấy tất cả các dân tất cả mọi người thì chỉ là một mà thôi Chúa. Ô đã tất thể loại người đã phạm tội như là Adam thứ nhất, nhưng bây giờ Ngài nhìn thấy tất cả mọi người, tất cả các dân như là Adam thứ hai trong Chúa Giêsu, Chúa ơi, để chúng con thành một trong Ngài, thành một trong Ngài, ô thành nàng dâu của Ngài, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu, Hallelujah, ô ra sai Kadama, chúng ta ơn Chúa vì nàng dâu của Chúa thật là phong phú, nàng dâu của Ngài có đầy dẫy mọi thứ ngôn ngữ, mọi màu da, mọi thứ tiếng khác nhau, Chúa ạ, mọi nền văn hóa của Ngài khác nhau, Chúa ạ, ô nàng dâu của Ngài thật là tuyệt diệu, Chúa ơi, ô ra sai Kaisen là con đầu lòng của Ngài, Isen cũng là vợ của Ngài, Chúa ạ, ô ra sai Kadama. Ngài nói rằng Ngài cưới Isen, Chúa ạ, Ngài cưới Isen. Ô ra vì tất cả chúng con đây cũng là Isen của Ngài, là kẻ vật lộn với Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. Sakadabara sai ichuru kura sai kanababiru. Ô ra sai kababiru. Ô Isen trở thành dân thánh của Ngài, dân tuyển của Ngài, Chúa ạ. Ô biệt riêng ra thánh cho Ngài, biệt riêng ra thánh cho Ngài làm mọi công việc của Ngài. Hallelujah. Thì Việt Nam, Hoa Kỳ, Singapore, Ukraine cũng được biệt riêng ra thánh cho Ngài, Chúa ơi. Vì chúng con thành một với Isen rồi, thành một Isen rồi. Sakadabara sai kanabiru. Ô đến mỗi dân tộc này của chúng con cũng trở thành dân thánh của Ngài, Chúa ơi. Ô lời hứa của Ngài thật kỳ diệu với Israel. Hallelujah, được chuyển sang chúng con. Tất cả mọi lời hứa của Ngài Abraham, ô với Isaac, với Jacob, của Israel đó được chuyển sang chúng con, Chúa ạ. Ô rằng Ngài để chúng con đằng đầu, chúng con đằng đuôi ở trên cao, trong dưới thấp, Chúa ơi. Ngài nổi danh chúng con, Chúa ạ. Nhưng Ngài đã hứa với Abraham, ô ra các dân tộc, các chi phái ở thiên thế gian này sẽ nhờ chúng con mà được phước, Chúa ạ. Ô thì quả thật nó như vậy. Ô ra như Ngài hứa với Isaac, chưa là con cái của lời hứa thì cũng vậy thôi, Ngài hứa chúng con ô là con cái của lời hứa Ngài, cũng các con cái của chúng con sau nữa, chưa cũng là các con cái của lời hứa của Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. Ô là và nguyện tất cả con cái chúng đối sau này đều nhận được mọi phước hạnh mà Ngài đã hứa ô với Abraham. Hallelujah. Tổ phụ đức tin chúng con, Chúa ơi. Hallelujah. Ngợi khen cha, mọi thiên tra yêu dấu, dòng dõi chúng con sẽ đông như cát dưới biển sao trên trời, dòng dõi chúng con không đếm xuể được, dòng dõi chúng con chiếm được thành quân địch, Chúa, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Ora sai karaba. Ô giờ đây trong tình yêu của Ngài, Chúa ạ, cho ôm chặt lấy Israel, cho ôm chặt lấy Ukraine, cho ôm chặt lấy Việt Nam, cho ôm chặt lấy Hoa Kỳ, cho ôm chặt lấy Singapore, Chúa ạ, ôm chặt lấy thành một trong Ngài. Ô chúng con trở thành khối nhất thể trong Ngài rồi, Chúa ơi. Hallelujah. Ô xin Chúa đóng ấn vào cái tạo vật mới của Ngài đây, Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu. Vì Ngài Đức Chúa Trời hứa ưa thức những làm việc mới, Ngài luôn tạo ra sự mới, Chúa ạ. Và ngày hôm nay Ngài tạo lại chúng con, ô Ngài tái tạo chúng con một sự mới lạ, Chúa ạ. Ô đã ra cái đóng ấn ô của Ngài trên chúng con, ô dân Việt Nam và Hoa Kỳ, Ukraine, Singapore với dân Israel thành một khối nhất thể, Chúa ơi. Ô đã ra cả năm dân tộc này thành khối nhất thể, Chúa ạ. Sakadabara takanduru cholikadabaru, ô Israel như anh trưởng, ô như con Việt Nam, ô Việt Nam, ô Ukraine, Hoa Kỳ, Singapore, Chúa ạ, ô ra các em thứ, ô năm cái dân tộc này, ngày hôm nay Ngài đóng lại thành một, Chúa ạ, ô ra trên lời hứa của Ngài rằng Ngài làm chúng con trở thành một trong Ngài, Ngài làm chúng con trở thành một trong Ngài, thì ngày hôm nay Ngài làm điều mới, ô làm điều lạ, Chúa ạ, để năm chúng con trở thành một
để chúng con cũng biết thổn thức và hiệp một cầu thay và biết đau, biết vui, biết buồn với Israel cho ạ, cũng như Hoa Kỳ với Ukraine, với Singapore, cho Việt Nam. Hallelujah. Cũng như chúng con biết được tất cả mọi cái điểm mạnh của nhau để khai thác tất cả điểm mạnh và sử dụng tất cả điểm mạnh của nhau cho ạ, để phong phú, để làm mạnh sức, để mang lại hiệu quả lớn nhất cho Ngài, cho vương quốc Ngài, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Chúng ta ơn Cha. Ô Cha dấu yêu. Hallelujah. Xin cảm ơn Ngài đã nhận mời lời cầu chúng con cho ạ. Khi chúng con chẳng thể khối nhất thể này thì không có gì có thể ngăn cách chúng con được. Ô chính Ngài đã nói rồi. Ô khi cả thậm chí khi loài người mà khi không có Ngài, khi họ đã dựng cái tháp Ba Bên đó, tháp Babylon đó mà họ mà không có Ngài nhưng họ đã quyết tâm làm thì chắc chắn họ làm được và không bị ngăn cản được. Chúa ơi, thì ở đây chúng con lại có Ngài nữa và chúng con quyết tâm làm cho ạ, để vương quốc của Cha được đến, để danh Cha tôn thánh, nước Cha đến, ý Cha lên ở đất như trời, thì chắc chắn làm được chưa ạ. Orasakara Ukraine, Hoa Kỳ, Việt Nam, Singapore, Orasakara Babro Isen, hiệp một lại thì chắc chắn làm được chưa ạ, vì có Ngài. Vì Ngài không phá chúng con như phá Babylon chưa ạ, nhưng Ngài lại hiệp một và nuôi dưỡng chúng con, nên chắc chắn những điều chúng con đã định bởi Ngài nó sẽ được hoàn thành. Trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Cha dấu yêu, nguyện lời cầu nguyện này của Ngài, cũng chữa lành tất cả anh em chúng con. Chúa ơi, Shakana Balabriyudu, cho con công bố chữa lành trên cổ của chị Hương, Chúa ạ. Để vì qua cái cổ này, qua cổ họng này, qua Uraza cái họng này, Uraza cam mà lời của Chúa được ban phát qua họng này, sự ngợi khen thầu Chúa được qua. Vì vậy, cái cổ này cũng như tất cả các tế bào liên quan đến cổ này, phế quản, đường hô hấp này để hoạt động bình thường trở lại trong danh Chúa Jesus. Rùa xả mày hay Satan, rùa xả mày hay Babylon, tất thể mọi cái âm mưu của mày đã bị hủy diệt ngay từ trứng nước trong danh Chúa Jesus. Ra sai vì mọi phàm kẻ lập mưu hại chị Hương sẽ vì cớ chị mà sa ngã, phàm binh khí nào chế ra nghịch cùng chị Hương sẽ chẳng thể lợi và chị sẽ bị tội mọi lưỡi dưới lên sợ đám chị. Đức Giáo phán như vậy đến phần cơ nghiệp của chị là cự công bình của Ngài mà Ngài ban cho chị đôi tớ của Ngài trong danh Chúa Jesus. Hallelujah. Sa ca sĩ Chúa thánh hóa của Ngài chưa. Vì cổ này dựng lên đẹp cách lạ lùng cho Ngài, Chúa ơi, cho Ngài để ngợi khen Ngài, Ngài sử dụng sử dụng để dáng sự phán xét khủng khiếp Ngài trên Babylon và các vương quốc. Chúa ơi, cổ này để công bố sự sáng của vương quốc Ngài, công bố sự đến của Đức Ngài, vì vậy cổ này nó phải được được đặt nơi trang trọng nhất, cổ này phải được chăm sóc một cách chu đáo nhất, Chúa ạ, trong danh vì nó thực hiện công việc của Ngài. Chúa ơi, và kẻ nào hầu việc Ngài thì Cha tôn quý, và cái cổ này nó hầu việc Ngài nên Ngài tôn quý nó, Chúa ạ. Ngài tôn quý cổ này theo cách của Ngài. Mà cách của Ngài Chúa ạ, cách của Ngài là cách mà nổi trội hơn tất cả chúng con, Chúa ạ, vì ý tưởng của Ngài cao hơn chúng con. Chúa ơi, nên cái cách tôn quý của Ngài cao hơn nhiều với cách của chúng con suy nghĩ và tưởng tượng nổi, Chúa ạ. Chúa tạ ơn Cha. Hallelujah. Con tạ ơn Chúa về sự chữa lành của Ngài trên tất cả anh chị em chúng con. Sự chăm sóc Ngài từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời sống chúng con, Chúa ạ. Trên gia đình con, trên gia đình anh chị Trung Chi, trên các cháu, trên gia đình chị Hậu Hương, trên các cháu, Chúa ơi, Shakadabaramdru, trên gia đình của Hiến, Rasta và người thân, trên gia đình của Nam, gia đình của Ánh, người thân, gia đình của em Thủy, anh Phương và người thân, Chúa ơi, và các con Shakadabaramdru, gia đình của chị bé anh Bích, và người thân, Chúa ạ, trong gia đình của con, người thân, Chúa ạ, gia đình của Mục Sư Dũng và người thân, Shakadabara, gia đình của em Trang và người thân, Shakadabara Ora, gia đình của Hùng và người thân, Ora Papara Sakamari Mat, người thân, Chúa Shakada Barabadu Kuru Kora Barabara Asaka Duru Ora Barabadu Yuru Soro. Ngài Cha ơi, Shaka tất thành phước hạnh mà Ngài giáng trên Israel, rồi tuôn đổ cho ạ, với sự khôn ngoan cho ạ. Ora Shakada Bar, khôn ngoan của Ngài, Shakada Bar, tuôn đổ. Ôi, sự kính sợ Ngài trên tất cả dòng dõi chúng con, trên người thân chúng con cho ạ. Ora Sama, mắt thuộc linh cho người thân chúng con để nhìn thấy Ngài, nhìn thấy sự cứu rỗi nơi Ngài cho và vui mừng nức nở, trong sự cứu rỗi trước mặt Chúa, nhân danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Anzakabru, Chúa ơi, mọi nỗi lòng chúng con, tất thể mọi nhu cầu chúng con, tất thể mọi khát vọng chúng con, Chúa ạ, Ngài làm thành, Ngài làm dư thừa ra, Chúa ạ.
Xin cầu vì ngài làm trỗi mọi sự gì chúng con cầu xin suy tưởng. Ô ngài không từ chối sự gì môi chúng con cầu xin chưa, và môi chúng con đã mở miệng cầu xin ngài điều gì rồi ngài nghe hết, ngài biết hết chưa. Và trước khi lời cầu xin ra khỏi môi miệng chúng con thì ngài đã biết hết rồi chưa. Ô lòng chúng con nghĩ gì ngài biết hết rồi, trước khi lòng chúng con nó xuất hiện ý tưởng đó chưa thì ngài cũng biết hết rồi chưa. Ô và chúng tin rằng ô tất cả ý muốn chúng con được ngài cảm động để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý của ngài chưa, và ý muốn chúng con nó được thánh sạch, ý muốn chúng con nó được cạn lọc mà được làm sạch chưa bởi thánh linh của ngài rồi. Ô chúng tin cậy thánh linh của Chúa là đấng ở trong chúng con, ô đấng cảm động lòng chúng con để chúng con vừa muốn vừa làm ô theo ý của chúng ta. Hallelujah. Ô cha giê xu tất thảy một lời một việc chúng con, mọi suy gẫm lòng chúng con, mọi ý muốn ham thích chúng con, mọi khát vọng chúng con cho đều đẹp ý của ngài, đều đến từ ngài, ô từ ngài, vì ngài, hướng về ngài và cho ngài cả chưa, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Và trong ý muốn này con cũng khai phóng ra ô mọi lúa miến tốt nhất của đất, mọi sản nghiệp tốt nhất của đất ô được sử dụng cho chúng con chưa, ô được khai phóng trên chúng con, trên đời sống của chúng con, trên đội vi đặc nhiệm này cha ơi. Ô ra ra tất thể một dịch vụ tốt nhất, tất thảy mọi tài nguyên tốt nhất được khai phóng cho chúng con. Ô tất thảy mọi quan hệ tốt nhất được khai phóng cho chúng con cho trong danh Jesus Christ Sacadam Dio. Ô hỡi các thiên sứ, nhân danh Jesus Christ, chúng con cảm ơn Chúa các thiên sứ mà ngài đã sai xuống để phục giúp chúng con. Ô Chúa kích hoạt họ, ô ra ra Chúa kích hoạt họ. Ô chúng con cảm ơn ngài. Hỡi các thiên sứ, ô ta cảm ơn các thiên sứ. Ô chúng ta cảm ơn các vị. Chúng ta cảm ơn các vị. Ô và chúng ta xin lỗi các vị vì chúng ta đã một thời gian dài chúng ta để các vị buồn và các vị phải khoanh tay đứng nhìn vì ta chúng ta đã không hiểu và không giao nhiệm vụ cho các vị. Ô đa sa vì các vị đã được gửi xuống cho chúng ta để thực hiện chức năng mà ngài đặt để trong lòng chúng ta. Ô theo bản thiết kế tiên định của mình. Ô chúng ta là bên thiết đa của Chúa Trời. Ô chúng ta ở bên thiết đa của ngài. Shakadabarasaikandru. Ô đời mỗi chúng ta có công việc riêng, mỗi chúng ta có chức năng riêng. Ô các vị nhìn thấy hết. Shakadabarabandru và các vị hãy nghe lệnh của từng anh chúng ta trong lệnh đặc nhiệm này để thêm sức cho và giúp họ để thực hiện cái chức năng nhiệm vụ mission mà Đức Chúa Trời của chúng ta đã sai chúng ta đến thế gian này trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Ô Chúa cảm tạ ơn Chúa. Ô nguyện qua mỗi chúng con Chúa ơi. Ô ngài hội hiệp cả các vật trên trời dưới đất Chúa ạ. Ngài hội hiệp các thiên sứ mà ngài ban cho chúng con Chúa ạ với cả chúng con dưới đất này nữa Chúa ơi. Ô trong sự thông hiểu ngài, trong sự kính sợ ngài Chúa ạ. Để lời Chúa ứng nghiệm rằng hỡi các thiên sứ Đức Giê-hô-va là những đấng con làm theo mạng lệnh ngài, hãy vâng theo ngài, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va Chúa ơi. Ô họ ngợi khen ngài khi họ tuân lệnh của ngài mà giúp đỡ chúng con. Họ ngợi khen ngài khi họ giúp chúng con thực hiện cái sứ mạng tiền định ô mà ngài đặt để chúng con thức sáng thế cha ơi. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Ô nguyện mắt chúng con luôn mở, cho tai chúng con luôn mở bởi thần linh của ngài, bởi thần của Chúa để chúng con khiến cho họ không bao giờ thất nghiệp cả. Hallelujah, sakavi để họ trở thành là bạn tôi đời chúng con. Ô rasakada barasakirukura barabarasaka andurukurusukada barabarasaka andurusukada barabarababo. Ô trong danh Chúa Jesus Christ, ô hỡi các thiên sứ hãy cải dọn giường của chúng ta. Hãy cải dọn giường của chúng ta, hãy cải dọn giường của chúng ta, Shakadabata nơi ở của chúng ta, hãy làm dọn sạch nơi ở của chúng ta. Hãy dọn sạch nơi ở của chúng ta, hãy dọn sạch nơi ở của chúng ta, Shakadabata hãy dọn sạch nhà ở của chúng ta. Ô hỡi thiên sứ, hãy giúp mỗi anh chị chúng ta ô ra trong việc gìn giữ được thân thể của mình, ăn uống điều độ, hãy giúp họ đi chợ, hãy giúp họ mua bán, hãy giúp họ nấu ăn, hãy giúp họ tiêu hóa. Thiên sứ, hãy giúp anh chị chúng ta trong việc mà gìn giữ cái thân thể đền thờ của Đức Chúa Trời chúng ta, nhân danh Chúa Christ. Hallelujah. Ô bảo vệ họ, gìn giữ họ ở khắp mọi nơi, ô lái xe cùng với họ, ô đi dạo cùng với họ, ô ra đi bơi cùng họ, đi tập thể thao cùng họ, ô đi chạy bộ cùng họ, tất cả mọi nơi mọi chỗ hãy giúp họ trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, cho anh tạ ơn Chúa thật nhiều, tạ ơn Chúa thật nhiều Chúa ạ, vì chúng con là cái kế tự cơ nghiệp của ngài Chúa ơi. Ô mọi sự thì ngài có thuộc của chúng con, ô xin Chúa giúp chúng con để tập huấn chúng con để chúng con biết cùng cai trị với Chúa Chúa ơi. Hallelujah, sakada bara đồng cai trị với ngài, đồng cai trị với ngài Chúa ạ. Ô đồng cai trị với ngài, sakada hãy giúp chúng con Chúa ạ, ô để chúng con trải nghiệm được ô sự ngọt ngào và sự
quyền năng siêu nhiên của Ngài. Ô hãy giúp con trải nghiệm được sự hùng vĩ tuyệt vời của Ngài, Chúa ơi. Hallelujah. Mọi vinh hiển cho dâng cho Ngài. Cho con yêu Cha và cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn anh chị em quý nhờ. Hallelujah. Dạ. Rồi, tại Chúa. Vâng, còn điều gì không anh chị em? Ồ, đây này. Trung ơi. Thầy giáo mới gửi cái link để... Rồi, cảm ơn thầy nhé. Vâng. Vâng. Tụi em có rồi, tụi em có rồi. Rồi chị mở ra mà đọc. Dạ, vâng. Vâng ạ. Vâng. Có điều gì không ấy thì hỏi tôi chợ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Yêu Jesus, con yêu Ngài. Hỡi Chúa, tôn kính Ngài. Nguyện hết trái tim của con. Ngài đàn đê mỗi con lời chúc mừng. Ngài cho con núp dưới bàn tay Chúa để chúng ta cùng giữ trời mới đất mới. Ôi quá tuyệt vời, con hôn ơi Chúa ôm xin Ngài, trọn cả trái tim Ngài đàn đê mỗi con người tròn Ngài cho con gì bàn tay để chúng ta cũng dừng chừng nơi đàn mới. Ôi quá tuyệt vời, ôi con yêu Ngài. Ôi Chúa chữa lành và làm mạnh sức chân của anh chị em nhé. Ai đó đang chân có vấn đề, ôi thì Chúa chữa lành và Chúa làm mạnh tất cả chân sức của anh chị em trong danh Jesus Christ, Chúa ơi. Ta cả đời đôi chân chúng con cho vì đôi chân này đẹp thay đôi chân giao giảng tin lành, đẹp thay đôi chân giao giảng tin lành cho và chúng con mặc lấy chúng con dép lấy tin lành bình an sẵn sàng tin lành bình an làm giày dép cho Urasaka nhớ là chúng con tắt để kẻ giữ chúng con dập nát đầu của Satan, đập nát đầu Urasaka các thế lực thù địch chúng con cho Hallelujah chúng con đi giày bình an của Ngài, Shalom của Ngài, ô tin lành bình an của Ngài, ô là giày dép chúng con để chà nát đầu ma quỷ, chà nát đầu các kẻ thù nghịch của mình trong danh Jesus Christ. Ngợi khen Chúa, ô ngợi khen Chúa, ô rasaka da bara bara saka, Hallelujah, Amen. Tạ Chúa. Amen. Amen. Ô tạ ơn Chúa, anh chị em có cần tương giao thì cứ nói chuyện tiếp nhé. Bây giờ mình tắt video được chưa? Yeah. Tắt có bình nữa. Được. Tắt nhé. Tắt đi. Tắt đi. Vâng.